trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Việt Thai, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Cảm ơn quý khán giả trở lại với chương trình Luận đàm Thời sự hôm nay. Và bên cạnh tôi là anh Đàm Minh Khải, anh Võ Nguyễn Duy Khôi. Đề tài của chúng tôi ngày hôm nay để tiếp tục là cái thảm họa môi trường đã vừa mới xảy ra ở Việt Nam trong tháng vừa rồi, những nguyên nhân và hậu quả lâu dài. Lúc nãy trước khi trong phần 2 thì chúng tôi có nói qua về một số những cái nguyên nhân mà hiện nay người ta đang suy đoán chính. Trở lại với cái conspiracy theory mà hiện giờ trên mạng đó, nhôn nhau lên, cũng như bất cứ một cái tai nạn môi trường nào đó, thường những cái tai nạn lớn nào đó mà nếu mà chính quyền không lên tiếng thì thường thường á, cái cộng đồng mạng họ sẽ tự lên tiếng, họ tự tìm một câu trả lời giùm. Và đương nhiên trong những câu trả lời đó thì cũng có những cái giả thuyết rất là ly kỳ, có những cái khoa học và những cái cũng tương đối khó tin. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại với cái conspiracy theory mà anh Khải vừa mới nói vừa rồi. Theo như Khôi nghĩ á, đây có thể là một cái âm mưu nào không? Thực ra nếu mà chúng ta nhìn toàn thể lãnh thổ Việt Nam nói chung chứ không phải là một khu Vũng Áng, nếu mà chúng ta bỏ thì giờ coi để ý lại một chút á, thì có nhiều khu vực lắm chứ không phải một khu vực tự trị Vũng Áng, khu vực Vũng Áng mà có một khu ở Bình Dương cũng có. Tức là nếu mà chúng ta đặt giả thuyết là chúng ta theo cái conspiracy này thì Việt Nam chúng ta là bị coi như có nhiều căn cứ quân sự ngầm rồi chứ không phải một cái đang là một cái bãi rác phế thải để vừa là một bãi rác mà vừa là một cái căn cứ quân sự trá hình nhiều chỗ. Nhưng nếu như mà các công ty Trung Quốc họ muốn tìm một cái chỗ để họ thải ra đó, những cái chất nguy hiểm như vậy đó, tại sao không đưa ra ngoài biển đại dương thả cho này? Dạ vâng, thưa anh, chính xác là như vậy. Theo như là một số bài mà chúng tôi đọc được trên mạng đó, kính thưa quý vị, là chắc anh Khôi và anh Bình còn nhớ đó, cách đây một năm mấy năm đó là ở Sài Gòn, hình như ở gần Thị Nghè, có cái vụ nhà máy bột ngọt Vedan, đúng không ạ? Bên sông Đồng Nai. Dạ, thì sau này có một số người cho chúng tôi biết là nhà máy bột ngọt đó, kính thưa quý vị, họ có một cái tàu riêng, cái tàu vận tải hàng tức là biển riêng. Và mỗi lần di chuyển như vậy họ có thể tải ra số thì cả không nhớ rõ 5.000 hay là 15.000 tấn một lần. Có nghĩa là thưa anh, nếu mà họ xải ra kênh rạch mà họ bị coi như bị bắt, coi như là bị truy tố đó, thì họ sẽ có những cái cách này cách kia để họ mang thải ra biển. Thành ra chúng ta phải đặt vấn đề là tại sao, giống như anh Kim Bình nói, tại sao nhà máy sản xuất thép này lại được cho phép xây cái đường ống 1.500 mét để mà xải thẳng cho chất thải ra biển, trong khi đó có nhiều cái phương thức để mà giải quyết cái vấn đề đó. Mà rõ ràng chúng tôi nghiên cứu cho theo dõi trên cái lý do thì... mà về cái đường ống dẫn dầu đó, thì theo như các chuyên gia trong ngành luyện thép họ cũng nói là đương nhiên cái quá trình mà luyện thép đó, nó có nước thải, và cái nước thải đó sau khi lọc xong thì phải thường á, thì ở các công ty bên Tây Phương họ sẽ dùng lại cái nước đó để mà dùng cái nước đó để khu cái hệ thống luyện thép của họ. Trong trường hợp này thì đổ vào biển, cho nên nó đưa thêm cái vấn dạ đề. Dạ vâng, thưa anh, kính thưa quý vị, chúng ta còn nhớ là Việt Nam đã từng có nhà máy thép Thái Nguyên cả trăm năm rồi, và nhiều những nhà máy thép khác của Nam Hàn, và họ đã hoạt động mấy chục năm trời ở Việt Nam và chưa bao giờ xảy ra những cái sự việc giống như vậy. Thành ra giống như anh Kim Bình nói, nếu mà họ thật sự họ muốn giải quyết cái vấn đề thì giống như anh nói, họ có thể thu thập những cái chất thải rắn, tức là gọi là như mình nói những chất chrome, những cái chất cặn bã rồi đó, họ lọc đi rồi họ gom cái đó lại thành cái chất thải công nghiệp. Họ có thể bỏ tiền ra để họ chôn sâu, tức là phải xây dựng cái hố chôn đàng hoàng, hoặc là đi kiếm những cái hố rác sinh học, chứ hầu như chúng tôi chưa thấy ai mà xử lý, tức là giải quyết cái vấn đề chất thải của nhà máy luyện thép giống như cái trường hợp này. Ngoại trừ giống như anh Khôi có nói, thưa anh, cái vấn đề có thể họ chưa có làm, chưa có thực hiện cái vấn đề mà phá hủy môi trường sinh học của Việt Nam bằng vũ khí sinh học. Nhưng mà rõ ràng chúng ta đã cho họ cái cơ hội, cái điều kiện để họ có thể thực hiện cái việc đó bất cứ lúc nào. Cái đó là điều mà chúng tôi muốn nói. Và sau khi tai họa xảy ra, theo như Khôi thấy, bây giờ
thường á, thì một cái một, bất cứ một cái tai nạn lớn nào về một ở ở các nước Tây phương gì nữa, một cái tai nạn gì về môi trường á, thì sau đó nó sẽ đi kèm với một cái scandal về chính trị, là tại vì nó thử, nó test cái khả năng mà phản ứng của chính quyền đó, phải không? Theo như Khôi thấy cái việc phản ứng, cái sự tất cả những cái sự phản ứng của chính quyền Việt Nam cho đến bây giờ nó như thế nào? Để giúp hay là nó hại? Những cái phản ứng của chính quyền Việt Nam bây giờ thì rất là đặc trưng của Cộng sản, chứ không phải là cái cách phản ứng của một cái quốc gia dân chủ như như các quốc gia Tây phương. Chúng ta thấy là thí dụ như hồi ở bên Bỉ, chỉ cần có một cái tai nạn thôi, tức là không có hoàn toàn liên quan gì đến ông Bộ trưởng Giao thông hết, nhưng ông ta sẵn sàng giải quyết và sẵn sàng từ chức để cho người tiếp theo lên. Hoặc là những cái nói chung là tất cả các nước phương Tây hay là Nhật cũng vậy, khi mà Nhật mà có một cái sự kiện nào mà gọi là tai nạn lớn thì cái người bộ trưởng đứng đầu cái ngành đó giải quyết xong vấn đề đó, họ sẵn sàng từ chức để cho người khác tốt hơn lên tiếp tục. Trở lại với Việt Nam thì các vị bộ trưởng cũng như là ông thủ tướng mới lên, lúc đầu thì đưa ra những cái, nói chung là chưa, im lặng, không có đưa ra, thậm chí còn nói là cái này chắc là thủy triều đỏ. Mà chúng ta về mặt khoa học, chúng ta hiện tượng thủy triều đỏ là gần như là zero, không thể nào xảy ra được, mà lại nói là thủy triều đỏ. Như vậy là lúc đầu nói thủy triều đỏ mà có người đã, người dân họ đã lặn xuống, họ đã báo cáo là có cái đường ống như vậy, thì lại không cho người đi, hoặc là biết rồi thành ra không cần phải cho người đi, nhưng mà giấu, chưa nói thôi. Rồi sau khi mà cái ông đại diện cho Formosa lên nói là anh chọn đi, anh chọn biển hay là anh chọn nhà máy thép, thì bây giờ mới lòi mặt ra là đã biết rồi, chứ đâu phải chưa biết đâu. Mà khi đã lòi mặt ra rồi thì cái phương pháp, cái cách hành xử nó mới bắt đầu rất là bài bản như thế này. Chúng tôi sẽ cố gắng để chúng tôi vận dụng hết nhân lực, chúng ta điều tra. Và gần đây mới hôm qua thôi nói là chúng ta sẽ mời chuyên gia nước ngoài về. Như vậy cái vấn đề mời chuyên gia nước ngoài về nó có hai vấn đề trong đó. Là thứ nhất là những người mà đầu tiên đưa ra những cái quy chuẩn này, họ không có khả năng, họ không biết cách giải quyết, là vấn đề thứ nhất. Và vấn đề thứ hai là anh có thực sự muốn mời hay không, đó là hai vấn đề. Cho đến ngày hôm nay, đến ngày 2 tháng 5 thì mới có một cái lệnh chính thức của ông Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chính thức vào kiểm tra, dùng cái chữ kiểm tra chứ không phải là khám xét, kiểm tra toàn bộ cái hệ thống sản xuất cũng như là nước thải của Formosa. Và cái phái đoàn đó theo như cái việc kiểm tra thì đã bắt đầu vào ngày 4 tháng 5, tức là 2 ngày trước, và sẽ kiểm tra cho đến ngày 7 tháng 5. Anh Khải thấy sao về cái chuyện? Dạ vâng, xin phép anh Đình cho Khải tiếp lời với anh Khôi. Như chúng ta cũng biết là cái trường hợp này nó xảy ra từ đầu tháng 4. Và rõ ràng là chúng ta thấy có một cái sự bưng bít, cái sự bao che cho cái hãng này, cho cái công ty này, giống như anh Khôi nói, là những cái người thứ trưởng Bộ Môi trường và Phát triển Nông thôn gì đó của Việt Nam đã biện bạch, đã đưa ra rất nhiều cái lý do để mà biện bạch cho cái sự việc cá chết hàng loạt này và ô nhiễm môi trường này. Thì giống như anh nói đó, thì thật sự như chúng tôi đang theo dõi đây, kính thưa quý vị, là báo chí nước ngoài họ đã đăng tải, họ đã loan truyền cái vấn đề này, tức là họ đã xác minh, họ đã công nhận cái biến cố, cái thảm họa này từ 2 tuần sau đó rồi. Nhưng mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vì một cái lý do gì đó có thể họ không thể bưng bít được nữa. Hoặc là như chúng ta nói, cái vấn đề mà có những cái giả thuyết về vấn đề đấu đá nội bộ, thì họ đã bắt đầu đưa ra cái chiêu thức mới. Thì lúc đó thì bộ trưởng, cái anh chàng bộ trưởng đó mới bắt đầu gọi là phủ nhận cái lời biện hộ của anh chàng thứ trưởng. Và nói có thể đây là lý do là do con người gây ra, chứ không phải là thủy tạo đỏ gì hết. Và thưa anh, là họ công bố vào ngày 5 tháng 5 giờ Việt Nam họ sẽ đi kiểm tra nhà máy. Thì kính thưa quý vị, cái đó là một cái điều mà chúng ta ai cũng, một người bình thường đều có thể đưa ra cái nghi vấn là nếu mà chúng ta đi giám sát, muốn tìm hiểu, điều tra hiện trường, thì tại sao chúng ta lại phải đợi 2-3 tuần mà phải công bố cái thủ phạm biết trước là chúng ta sẽ đến đó để điều tra. Và thứ hai nữa, giống như anh Khôi có nói,
là họ hiện giờ, tức là ngày từ ngày 5 tháng 5 họ đã mời được chuyên gia Do Thái và Nhật Bản đến cái vùng biển Quảng Bình để thu thập mẫu nước, thu thập xác cá để điều tra. Kính thưa quý vị, và họ nói giống như anh chàng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra những cái giải pháp gần như là hoàn toàn cũng giống như những cái nước văn minh trên thế giới khác thôi. Tức là sẽ hỗ trợ cho ngư dân, sẽ điều tra và chắc chắn giải quyết tận nơi tận chốn, không trừ tham nhũng hối lộ. Nhưng mà chỉ có một điều với thưa quý vị là họ đưa ra cái kế hoạch đó 3 tuần lễ, quá trễ. Và chúng tôi sẽ trở lại trong phần 4 của chương trình. Chương trình này được bảo trợ bởi Tuần Báo Việt Thai, Thế Giới Trong Tầm Tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.